Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, nơi đất không nghỉ. Bắc Ninh dành 40 tỷ đồng vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Ninh Bình phát triển du lịch giúp nâng cao đời sống nhân dân. Tác hại từ việc sử dụng thuốc trừ cỏ ra môi trường đất tại Hải Dương. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên phát triển vùng trồng cây ăn quả, nhiều trang trại có quy mô lớn đem lại thu nhập cao và ổn định cho người dân. Tổng diện tích trồng cây ăn quả của xã Đồng Than gần 320 mẫu, tập trung ở thôn Đồng Than và Ốc Nhiêu, chủ yếu là trồng cây cam, bưởi, chuối, mít. Cơ bản, các diện tích này đều nằm trong vùng quy hoạch chuyển đổi cây trồng của huyện Yên Mỹ. Nhiều gia đình có diện tích trên 3 mẫu như hộ anh Lê Xuân Hiệu, Trương Văn Trung. Với lợi thế thổ nhưỡng phù hợp cây lâu năm, các cây ăn quả ở đây đều có năng suất và chất lượng quả tốt, như đối với một sào cam trồng được từ 40 đến 45 gốc, ước thu 1,2 tấn quả. Các diện tích cây ăn quả của xã Đồng Than thu về từ 130 đến 200 triệu đồng một mẫu một năm. Với sự cần cù chịu khó của những người nông dân mà cánh đồng chuyên canh rau màu ở xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình quanh năm phủ xanh, nơi đây thực sự tấc đất như tấc vàng khi bà con tận dụng tối đa mọi diện tích, mọi khoảng trống để gieo trồng các loại cây rau màu. Bằng sự sáng tạo, người dân ở đây đã tạo nên những nhà lưới mini như thế này. Nhờ vậy mà các loại cây gia vị, tuy rất mẫn cảm với thay đổi của thời tiết, vẫn có thể sinh trưởng thuận lợi trong điều kiện trái vụ. Nếu như mà nắng thì mình phải kéo ly lông lên để cho nó khỏi nóng cây, thì mình độc để cái lưới đen thôi để cho nó mát cây. Nhưng khi mưa thì mình mới dùng đến cái ni lông này để cho cây coi như là không nước không vào được trong cây luống. Từ nhiều năm nay, hệ số sử dụng đất của xã lên tới 3,5 lần một năm. Vùng chuyên canh nhờ thực hiện quay vòng 8 đến 9 lần cho giá trị gấp 5 đến 7 lần cấy hai vụ lúa đã tạo nên những cánh đồng với thu nhập hàng trăm triệu đồng cho người dân nơi đây. Nhờ giá trị cao của rau màu mà người dân Quỳnh Hải vẫn miệt mài gắn bó với đồng ruộng. Họ vẫn nói vui với nhau rằng ở đây đất không nghỉ. Ngay sau khi nghị quyết số 104 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và quyết định số 535 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về phê duyệt đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025 được ban hành, tỉnh đoàn Bắc Ninh đã triển khai giúp các đoàn viên thanh niên nắm được chủ trương khởi nghiệp của tỉnh và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, kinh doanh làm giàu. Qua đó, tỉnh đoàn Bắc Ninh là một trong số ít đơn vị trong cả nước tham mưu được đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh và cũng là đơn vị đầu tiên ở khu vực phía Bắc xây dựng được nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh với tổng kinh phí 20 tỷ đồng, mức lãi suất 5% một năm. Tính đến cuối tháng 5 năm 2019, từ hơn 120 dự án ý tưởng khởi nghiệp, đã có 27 dự án được nhận nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, trong đó ngành thương mại dịch vụ có 10 dự án được hỗ trợ 6,6 tỷ đồng, ngành sản xuất có 10 dự án được hỗ trợ 7,0 tỷ đồng, ngành nông nghiệp công nghệ cao và chăn nuôi có 7 dự án được hỗ trợ 4,65 tỷ đồng. Tổng số tiền là 18,25 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh còn giao tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến vấn đề hỗ trợ khởi nghiệp, qua đó góp phần nâng cao nhận thức khởi nghiệp cho thanh niên. Định kỳ hàng năm tổ chức cuộc thi Ý tưởng thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp, diễn đàn thanh niên khởi nghiệp hoặc hội thảo giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, xây dựng phóng sự tuổi trẻ Bắc Ninh khởi nghiệp, dựng chuyên mục trên bản tin thanh niên về các dự án khởi nghiệp cần gọi vốn, các quỹ đầu tư mới và các hướng ưu tiên đầu tư, các mô hình đầu tư khởi nghiệp thành công. Từ hiệu quả bước đầu đạt được đến tháng 4 năm 2019, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục bổ sung thêm 20 tỷ đồng, nâng tổng số vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lên 40 tỷ đồng. Vườn Quốc gia Xuân Thủy, huyện Sao Thủy, tỉnh Nam Định có diện tích tự nhiên 7.100 ha, được bao quanh bởi những cánh đồng sú vẹt. Hàng năm cứ đến mùa hoa sú vẹt nở, những người nuôi ong từ khắp các tỉnh thành trong cả nước lại đưa đàn ong của mình về đây để lấy mật. Những cánh hoa từ thiên nhiên ban tặng đã mang lại lợi nhuận đáng kể cho các thợ nuôi ong. Cả năm rong ruổi đưa đàn ong đi khắp các nơi để tìm mật. Từ tháng 5 đến tháng 8 dương lịch, khi rừng sú vẹt tại vườn quốc gia Xuân Thủy nở hoa, ông Vũ Tiến Thành lại được chăm sóc đàn ong của mình trên chính mảnh đất quê hương. Năm nay, ông Thành vừa đưa hơn 400 đàn ong từ Đắk Lắk về được khoảng 2 tuần để lấy mật hoa sú vẹt. Theo ông, thu nhập từ nghề nuôi ong không thấp, nhưng đòi hỏi phải có sự cần cù chịu khó. Cái kỹ thuật này thì nó cũng không khó khăn lắm, nhưng mà đòi hỏi là con người ta nó phải chịu khó. Nó cũng như con ong, cần cù như con ong. Những người nào nuôi ong được mà chịu khó được, mà bám được lâu dài nhất là phải chịu khó như con ong. Con ong nó thế nào thì mình phải cần cù như vậy. Sú vẹt là loại cây mọc ở ven biển với đặc tính sống nửa nước nửa cạn. Hoa sú vẹt nở tự nhiên, không bị ảnh hưởng bởi các loại hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, nên ngoài đặc điểm sạch sẽ, mật ong hoa sú vẹt có vị thơm đặc trưng riêng, rất được thị trường ưa chuộng. Ngoài việc các thương lái hay các doanh nghiệp đến tận nơi thu mua, hiện nay mật ong sú vẹt đang được bán lẻ cho người dân với giá từ 60 đến 80.000 đồng 1 kg. Hàng năm, Vườn Quốc gia Xuân Thủy đều mời chuyên gia của Viện Khoa học Nông nghiệp về hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ quản lý, chăm sóc đàn ong, cách tạo ong chúa, chia đàn, phòng trị bệnh cho ong, cũng như cách xây dựng tổ ong, chế biến thức ăn bổ sung để người nuôi có thể khai thác tối đa nguồn hoa sú vẹt tại đây để phát triển kinh tế hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Ban Chỉ đạo Liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, trên địa bàn tỉnh Nam Định hiện có 11.246 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Do phần lớn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh là nhỏ lẻ, sản xuất theo thời vụ tại hộ gia đình, nên công tác quản lý an toàn thực phẩm vẫn còn khó khăn. Nhằm tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, Ban Chỉ đạo Liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn thực phẩm, tập trung vào tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 với chủ đề Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp còn đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Toàn tỉnh đã thành lập 245 đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về an toàn thực phẩm, gồm 3 đoàn cấp tỉnh, 10 đoàn của các huyện thành phố, 229 đoàn của các xã, phường, thị trấn. Tổ chức thanh tra kiểm tra 2.618 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể. Qua thanh tra kiểm tra, cho thấy một số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm vừa và nhỏ, ý thức chấp hành quy định về an toàn thực phẩm chưa đầy đủ. Công tác quản lý an toàn thực phẩm từ nuôi trồng, vận chuyển, bảo quản, chế biến và kinh doanh thực phẩm chưa đồng bộ. Nhiều đơn vị còn vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Thời gian tới, các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền an toàn thực phẩm, tập huấn kiến thức, ký cam kết thực hiện đúng quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm với chủ cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm. Tăng cường đào tạo tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm các cấp. Đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Được triển khai từ năm 2017, mô hình câu lạc bộ phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuy Tiên, tỉnh Hà Nam đã góp phần nâng cao tính tự giác, tự quản trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn. Đến nay, hội đã thành lập được 5 mô hình câu lạc bộ phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng tại các xã, thị trấn. Để mô hình phát huy hiệu quả, hội đã tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, vận động hội viên không sử dụng và chế biến thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, ra mắt mô hình chi hội phụ nữ tự quản về an toàn thực phẩm, hướng dẫn cán bộ hội viên sản xuất, chọn mua, chế biến, bảo quản, sử dụng thực phẩm an toàn, ký cam kết nói không với thực phẩm bẩn, phát hiện và nhân rộng mô hình hay, hiệu quả, biểu dương khen thưởng kịp thời những gương điển hình tiên tiến, đưa vào nội dung thi đua của các cấp hội. Thông qua việc triển khai các mô hình, nhận thức của cán bộ hội viên về an toàn thực phẩm đã được nâng cao, góp phần thiết thực giải quyết các vấn đề về an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Dưới sự hỗ trợ từ dự án của tổ chức Start Việt Nam đã có mặt ở Ninh Bình 20 năm qua, sự phối hợp giữa Sở Lao động Thương binh Xã hội và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tam Điệp. Những năm qua, nhiều trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn đã được phẫu thuật miễn phí để trả lại khả năng vận động bình thường. Mỗi năm một lần, dự án tiến hành khảo sát những trẻ có khiếm khuyết vận động để chỉ định phẫu thuật. năm 2017, có 77 trẻ được phẫu thuật thành công, tăng 22 em so với năm 2018. Đây đều là những em không may mắn khi cơ thể bị dị tật về vận động, hệ cơ xương khớp, lệch trục giải phẫu hoặc dị tật bẩm sinh như teo cơ chân tay, khuỷu tay thuộc diện gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Toàn bộ chi phí chữa trị các trường hợp này đều được miễn phí hoàn toàn. Mỗi ca phẫu thuật thường kéo dài từ 30 đến 45 phút tùy tình hình của bệnh nhân. Sau khi mổ xong, trẻ sẽ được các y bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe và hỗ trợ tập luyện phục hồi khả năng vận động. Đây là một trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe trẻ em thường niên của Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh, giúp nhiều em có hoàn cảnh khó khăn bị dị tật được hỗ trợ phát triển và hoàn thiện đầy đủ về mặt thể chất, xóa bỏ tự ti mặc cảm, thêm cơ hội, điều kiện để lao động, học tập, phát triển bản thân. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, vào tháng đầu năm 2019, hoạt động du lịch của tỉnh Hà Nam có nhiều bứt phá, đã có hơn 1,6 triệu lượt khách đến tham quan trên địa bàn tỉnh, đạt 104,5% kế hoạch năm, tăng 112% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt trên 58.800 lượt khách, khách nội địa ước đạt trên 1,5 triệu lượt khách. Lượng khách du lịch tăng đột biến trong dịp đầu xuân năm mới và dịp diễn ra các lễ hội, sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đại lễ VESAC Liên Hợp Quốc 2019 tại chùa Tam Trúc Kim Bảng. Doanh thu du lịch dịch vụ ước đạt 370 tỷ đồng, đạt 79,4% kế hoạch năm, tăng 97% so với cùng kỳ năm trước. Thời gian tới, ngành văn hóa thể thao và du lịch tiếp tục huy động mọi nguồn lực tăng cường đầu tư phát triển du lịch, nâng cao chất lượng du lịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá rộng rãi hình ảnh Hà Nam đến với du khách trong nước và quốc tế. Quan tâm đầu tư phát triển du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách, tạo việc làm, góp phần nâng cao đời sống cho người dân. Luôn coi trọng công tác bảo tồn, tôn tạo các nguồn tài nguyên là những hướng đi cụ thể mà du lịch tỉnh Ninh Bình đang nỗ lực hướng đến. Và cũng từ sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp không khói này mà cuộc sống của người dân ở nhiều địa phương cũng có sự thay đổi đáng kể. Ở khu du lịch Tam Cốc Bích Động, khi khách du lịch đến tham quan ngày càng đông đã đem lại cơ hội việc làm cho nhiều người dân địa phương. Với khoảng 600 người lái đò, trước đây đa số đều làm nông nghiệp thu nhập bấp bênh. Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của du lịch, nhiều người có thêm việc làm như chèo đò, bán hàng, chụp ảnh, từ đó thu nhập của người dân cũng được nâng lên, đời sống tinh thần vật chất có nhiều thay đổi. Có thể nói những người dân ở các khu điểm du lịch là những đối tượng đầu tiên được hưởng lợi từ sự phát triển du lịch, đời sống được nâng cao hơn về mọi mặt. Năm 2018, doanh thu từ du lịch đạt trên 3.200 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2017. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay đã có trên 5,4 triệu lượt khách, trong đó có gần 500.000 lượt khách quốc tế đến Ninh Bình, doanh thu đạt trên 2.400 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Với mục tiêu nâng cao chất lượng, xây dựng môi trường du lịch văn minh, lịch sự, phấn đấu đạt mục tiêu trong năm 2019 đón được 7,5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt trên 3.500 tỷ đồng. Những năm qua, ao làng của các xã Gia Lương, Nhật Tân và Đoàn Thượng thuộc huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đều trong tình trạng bị ô nhiễm bởi tình trạng xả rác và nước thải bừa bãi. Từ năm 2018, 3 địa phương này huy động kinh phí và ngày công lao động của nhân dân cải tạo, xây dựng ao làng thành ao bơi hợp vệ sinh, vừa tăng cường phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em, vừa tạo cảnh quan môi trường sinh thái xanh, sạch đẹp. Ao làng xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc trước kia bị ô nhiễm nặng nề bởi tình trạng xả rác thải bừa bãi quanh ao. Đầu năm 2017, chính quyền và nhân dân xã Nhật Tân kêu gọi các nhà hảo tâm và con em thành đạt xa quê ủng hộ được hơn 2,5 tỷ đồng để cải tạo ao làng thành ao bơi hợp vệ sinh. Ao có diện tích hơn 3.000 m², được lát đáy và kè bê tông xung quanh. Từ khi hoạt động đến nay, ao bơi này không thu phí, hàng ngày thu hút từ 300 đến 400 lượt người lớn và trẻ em trong và ngoài xã đến học bơi, tắm mát. Để xây dựng ao bơi hợp vệ sinh, người dân và chính quyền xã Nhật Tân đã đồng lòng quy hoạch và xây dựng ao bơi ở thôn Thành Lập rộng hơn 1.000 m². Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn và vệ sinh cho ao bơi, địa phương này bố trí đặt các thùng rác, các biển cảnh báo độ sâu của các ao, các khu vực dành cho trẻ nhỏ tập bơi, khu vực cho người đã biết bơi và những quy định chung nhằm đảm bảo vệ sinh và an toàn cho trẻ đến học bơi. Đây là cái sân chơi của các cháu mà tôi thấy rất có ích và mà đồng thời nó có lợi cho chúng tôi. Ở cái chỗ là các cháu không đi xa là một này. Cái nhất thứ hai là cái nơi mà tập trung đây là đông người nhất, mà tạo điều kiện. Nó tóm lại là các cháu cái sức khỏe. Từ ngày mà cái hồ bơi này đi về thực thi rồi thì một trong 5 thôn này của xã Gia Đương này là rất nhiệt tình, rất hồ hởi, phấn khởi. Mô hình cải tạo ao làng thành ao bơi hợp vệ sinh và xây dựng bể bơi hiện đại ở một số xã trên địa bàn huyện Gia Lộc đã và đang phát huy tác dụng. Tỷ lệ trẻ em biết bơi ở những địa phương này gia tăng, hạn chế tối đa tai nạn đuối nước. Tuy nhiên hiện nay, tính chung trên toàn địa bàn huyện, số lượng ao bơi hợp vệ sinh và bể bơi còn ít. Trên cơ sở hiệu quả của hai ao bơi ở xã Gia Lương, xã Nhật Tân và bể bơi ở xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc cần có kế hoạch nhân rộng những mô hình này. Sau một thời gian hoạt động, đến nay mô hình tự quản bảo vệ môi trường thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã phát huy hiệu quả khá tích cực. Qua đó không chỉ giảm ô nhiễm khu dân cư mà còn làm đẹp làng, sạch ngõ. Mô hình được hình thành với nòng cốt là hội phụ nữ, theo đó các tuyến đường đều được giao cho các tổ đội quản lý. Việc làm cụ thể là quét dọn hàng tuần, phát quang cây cối, trồng hoa ở những đoạn đường rộng, cùng với đó là tuyên truyền, vận động nhắc nhở các hộ gia đình nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ môi trường chung. Và ngày 25 hàng tháng, toàn thôn đều tham gia tổng dọn vệ sinh để bảo đảm vệ sinh vừa giảm thiểu lượng rác thải. Thôn hỗ trợ 50% kinh phí mua thùng rác cho các hộ dân. Những thùng này dùng để chứa các loại rác thải hữu cơ sau khi đã phân loại. Đến nay, 100% các hộ trong thôn đều đã tham gia mô hình và thực hiện nghiêm túc các quy định của thôn về bảo vệ môi trường. Nhờ đó, các đường làng ngõ xóm ở đây luôn sạch sẽ. Lâu nay trong sản xuất nông nghiệp, bà con nông dân luôn sử dụng hóa chất để diệt cỏ cả ở trên bờ và dưới ruộng. Tuy biết là độc hại nhưng nhiều người vẫn sử dụng bởi không tốn công và mất sức lao động. Thực tế, thuốc diệt cỏ không chỉ ảnh hưởng đến con người và môi trường mà còn phá vỡ hệ sinh thái, động thực vật. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có quyết định loại bỏ hoạt chất paraquat glyphosate có trong thuốc trừ cỏ, cấm buôn bán sử dụng ở Việt Nam. Gia đình bà Vũ Thị Hạ ở thôn Ái Quốc, xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà đang tranh thủ cấy lúa cho kịp thời vụ. Trước khi gieo cấy, bà Hạ cũng như nhiều gia đình khác ở xã Quyết Thắng đều phun thuốc diệt cỏ cả ở trên bờ và dưới ruộng. Theo bà Hạ cho biết, việc mua và phun thuốc diệt cỏ rất đơn giản. Với loại thuốc phun trên bờ, lâu nay người dân quen gọi là thuốc cỏ cháy, còn thuốc diệt cỏ dưới ruộng gọi là thuốc dẫn lưu. Nhiều người quan niệm rằng phun thuốc trừ cỏ nhanh và không mất nhiều sức lao động như trước. Tôi thường là dùng mỗi một xào là một bình của bờ. Và dùng cái lưu dẫn ở trên bờ. Xong khi đó thì dưới ruộng thì cấy xong thì người ta lại tôi giải tiếp là 2 xào một cái lọ eco đấy của 1 xào. Thế xong người ta một vụ chỉ có 2 lần như thế là xong thôi. Chính vì việc sử dụng thuốc diệt cỏ đã trở thành thói quen của nông dân nên chỉ cần nhìn các bờ ruộng như thế này là đã khẳng định không chỉ ở xã Quyết Thắng mà ở nhiều địa phương khác nông dân đều sử dụng thuốc diệt cỏ. Điều đáng lo ngại hơn nữa là người dân không chỉ sử dụng thuốc diệt cỏ ở bờ ruộng và dưới ruộng canh tác mà còn sử dụng ở cả hai bên đường và thậm chí biết là độc hại nhưng họ vẫn sử dụng. Theo các nhà chuyên môn, thuốc diệt cỏ mà bà con nông dân quen gọi là thuốc cỏ cháy chính là thuốc trừ cỏ có chứa hoạt chất paraquat mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có quyết định cấm buôn bán và sử dụng ở Việt Nam. Bởi đây là hoạt chất gây độc hại trực tiếp với người sử dụng. Nếu không may để bị nhiễm hoạt chất này sẽ phá hủy nội tạng cơ thể, không có thuốc chữa. Thuốc trừ cỏ cháy nhanh ấy thì là hiện nay đã cấm có hiệu lực từ đầu năm 2019. Thế còn đối với cái thuốc trừ cỏ mà bà con ta gọi là chết chậm hay là thuốc trừ cỏ lưu dẫn và phun ở bờ đấy, thì Bộ Nông nghiệp cũng đã ban hành cái quyết định là cấm từ tháng 6 năm 2020 thì bắt đầu có hiệu lực là cấm hoàn toàn. Tình trạng sử dụng thuốc trừ cỏ vô tội vạ đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, trước tiên là người trực tiếp sử dụng. Khi phun thuốc trên kênh mương, hoạt chất tan theo nước, chảy đến nơi khác và tích tụ trong động vật thủy sinh và con người sẽ bị nhiễm hóa chất khi sử dụng động vật thủy sinh làm thức ăn. Không những vậy, với khả năng cực độc, hóa chất này chỉ hấp thụ qua cây trồng một tỷ lệ nhỏ, còn lại sẽ thấm vào đất, hòa vào nước, gây ô nhiễm đất, ô nhiễm nguồn nước, mất cân bằng hệ sinh thái. Đó là nguyên nhân khiến cho tình hình sâu bệnh trên cây trồng ngày càng phức tạp. Thay đổi thói quen sử dụng thuốc diệt cỏ của nông dân là rất cần thiết. Vấn đề đặt ra là cùng với kiên quyết thực hiện nghiêm quy định loại khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam đối với những hoạt chất cực độc, cần phải tăng cường truyền thông giúp cho từng người dân thấy được tác hại của việc sử dụng những loại thuốc diệt cỏ cực độc để tạo sự chuyển biến về nhận thức, không sử dụng thuốc diệt cỏ thay thế cho việc nhổ cỏ bằng biện pháp thủ công nhằm tránh độc hại cho sức khỏe và bảo vệ môi trường sống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.